Xin chào quý khán giả Sài Gòn trở lại với kênh Xuân Mỹ Vlog. Lời đầu tiên Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả Sài Gòn bình an và may mắn trong cuộc sống. Qua video chiều hôm nay thì Xuân Mỹ cũng tiếp tục thông tin về bài hát đang là lập kỷ lục mới, xác lập kỷ lục mới so với bài Giọt Lệ Đài Trang đó bà. Đó là bài Trăng Tuổi Hờn sáng tác Đinh Trầm Ca do hai thế hệ 6X Ngọc Sơn và 10X Hồ Văn Cường sáng hát. Được up trên trang của anh Nguyễn Đức Thụy, kênh YouTube anh Nguyễn Đức Thụy nha cả nhà. Và hiện nay nó đang vào 16 giờ chiều nay thì nó nằm ở trong top 14 của danh mục âm nhạc tìm kiếm nhiều nhất. Và nó đã hơn mốc 600.000 lượt view. 600.000 lượt view, như vậy là hơn phân nửa rồi cả nhà ơi. Chỉ còn có 400.000 lượt view nữa nó sẽ cán mốc 1 triệu view. Nhưng mà nó mới chỉ có 2 ngày thôi. So với bài hát Giọt Lệ Đài Trang em Cường hát một mình thì là nó đã lập kỷ lục, hai kỷ lục. Đó là kỷ lục lọt vào top 14 trước 8 ngày và lọt vào và hơn 600.000 lượt view chỉ sau 2 ngày. Trên màn hình thì Xuân Mỹ để cái thông tin fan club thông báo về sinh nhật của em Cường cách đây 21 giờ tức là tối hôm qua. Thì Ad thông báo là sẽ tổ Xuân Mỹ xin nhắc lại một lần nữa là admin của Hồ Văn Cường Fan Club thông tin tổ chức vào lúc 18 giờ ngày 12 tháng 3 năm 2022, đó là ngày thứ bảy, tối thứ bảy nha cả nhà. Và bây giờ Xuân Mỹ xin hướng dẫn cả nhà xem lại hình cái cách để view. Cả nhà hãy vào gõ đúng tên YouTube, kênh YouTube của anh Nguyễn Đức Thụy. Nguyễn Đức Thụy viết in hoàn toàn chữ Nguyễn Đức Thụy và có dấu nha cả nhà. Và cả nhà search bài Trăng Tuổi Hờn và chúng ta bấm play. Chúng ta đừng có kéo lướt qua nha, bởi vì bài hát này rất là ngắn. Thì Xuân Mỹ xin hướng dẫn với cả nhà, tại vì có một số khán giả hỏi Xuân Mỹ là bấm để như vậy nghe đi nghe lại hoài có được tính không. Thì chỉ được tính một, dù chúng ta để nguyên màn hình vậy chúng ta nghe chỉ được tính có một lượt view thôi nha cả nhà. Bây giờ Xuân Mỹ ví dụ như cả nhà xem xong thì nó có cuối bài nó sẽ có cái này, nó sẽ có cái mũi tên này, chúng ta đừng bấm review nha cả nhà. Chúng ta đừng bấm review mà chúng ta bấm vào cái mũi tên này, chúng ta bấm xuống. Tay của Xuân Mỹ nó không có. Đây, chúng ta bấm xuống và chúng ta trở ra màn hình chính, chúng ta chọn lại bài Trăng Tuổi Hờn như vậy. Và chúng ta nghe lại. Đó, cứ như vậy. Xuân Mỹ xin nhắc lại với cả nhà là chúng ta phải vô kênh YouTube của anh Nguyễn Đức Thụy. Đây, anh Nguyễn Đức Thụy viết nguyên bỏ dấu, tức là viết in nguyên chữ Nguyễn Đức Thụy và có bỏ dấu. Kênh này hiện nay là 39.000 mấy sub rồi. Và bấm lại nghe bài Trăng Tuổi Hờn, hiện nay nó đang ở trong top 14. Như vậy là bài hát này nó đã xác lập hai cái kỷ lục mới so với bài Giọt Lệ Đài Trang. Đó là kỷ lục lọt vào top 14 trước bài Giọt Lệ Đài Trang và đạt 600.000 lượt view trước bài. Vậy là chứng tỏ là fan của mình, cả nhà chúng ta đã có kinh nghiệm cài view cho cô Út Gò Công. Rồi Xuân Mỹ nhắc lại một lần nữa ha, cả nhà nghe hết bài thì nó sẽ có một cái dấu mũi tên như vậy, chúng ta đừng bấm review ha. Nếu chúng ta bấm review này thì chúng ta nghe lại 10 lần cái review này, nó cũng chỉ YouTube cũng chỉ web tính một lượt view thôi nha cả nhà. Mà chúng ta phải kéo nó xuống, tắt nó đi và chúng ta trở ra màn hình chính, chúng ta bấm trở lại bài Trăng Tuổi Hờn và chúng ta nghe lại như vậy đó. Mỗi một lần chúng ta thoát ra như vậy trên điện thoại nha cả nhà thì chúng ta sẽ được tính là một lượt view, chứ đừng có bấm ở trên màn hình review lại nha. Nè, đây chúng ta nghe cái bài này hết xong đây nó có cái mũi tên này, đừng có bấm vô mũi tên này mà phải thoát màn hình xuống. Đó, thoát màn hình xuống và bấm lại bài Vầng Trăng Tuổi Hờn trên trang kênh YouTube của anh Nguyễn Đức Thụy. Nguyễn Đức Thụy viết in toàn chữ Nguyễn Đức Thụy và có dấu. Và chúng ta nghe lại từ đầu, nó như vậy đó cả nhà. Nhớ là đừng bấm review mà phải thoát ra khỏi cái bài này. Thoát ra khỏi cái bài này ha. Xuân Mỹ chỉ cho mọi người thấy một lần nữa, cô chú bác anh chị xem kỹ ha. Đừng có bấm vào cái mũi tên này nghe lại mà phải thoát cái màn hình xuống. Đó, thoát xuống và trở vô bài Vầng Trăng Tuổi Hờn này. Chúng ta bấm trở lại, chúng ta nghe tiếp. Đó, như vậy thì mỗi một lần chúng ta thoát ra như vậy chúng ta sẽ được tính một lượt view cho cổ Gò Công. Và rất là mừng, rất là vui là bài hát này đã được xác lập một cái kỷ lục. Đó là
chỉ sau 2 ngày là hơn 600.000 lượt view và vô top 14 so với bài Giọt Lệ Đài Trang trước đó thì nó nhanh hơn. Như vậy là chứng tỏ là hàng triệu khán giả trong và ngoài nước đang rất là yêu thương cậu Út Gò Công của chúng ta và tiếp tục cài view cho cậu Út Gò Công. Thì nhân đây Xuân Mỹ cũng xin có một cái ý kiến này. Đây là kinh nghiệm theo dõi các cái sự kiện truyền thông cũng như là kinh nghiệm theo dõi các cái ca sĩ trong thời gian qua, thì Xuân Mỹ có ý kiến đề xuất như thế này, đề xuất đến Hồ Văn Cường Fan Club, đến các thành viên trong FC, các bạn thân thân cận với FC, những người mà đi với cậu Út Gò Công từ đầu tới giờ. Thì bài Giọt Lệ Đài Trang của cậu Út Gò Công đã cán mốc 1 triệu view. Thì Xuân Mỹ xin đề xuất như thế này, bài Giọt Lệ Đài Trang đã đạt 1 triệu view, thì Xuân Mỹ thấy đây là thời điểm vàng đó các bạn FC, các bạn trưởng nhóm khu vực phía Nam, khu vực phía Bắc, khu vực miền Trung, các nói chung là các bạn trưởng nhóm trong các group FC, những người thân cận với em Cường, bây giờ hãy tạo cơ hội cho em Cường quay lại diễn đàn xã hội. Bởi vì đây là một cái cơ hội vàng, cơ hội ngàn năm có một nha các bạn. Xuân Mỹ nói thật lòng qua kinh nghiệm theo dõi thông tin truyền thông và theo dõi các sự kiện liên quan đến các nghệ sĩ. Sự kiện này Xuân Mỹ nói cơ hội vàng là vì sao? Là vì sự kiện bài hát Giọt Lệ Đài Trang của cậu Út Gò Công cán mốc 1 triệu view vào ngày đẹp nhất trong 1.000 năm, đó là ngày 22 tháng 2 năm 2022. Và đây là một cái cơ hội vàng để cậu Út Gò Công xuất hiện trở lại, mặc dù xuất hiện trên cái trang Hồ Văn Cường Fan Club này thôi. Hồ Văn Cường Fan Club này không cần xuất hiện trên cái fanpage riêng chính chủ của mình. Bây giờ em Cường hãy xuất hiện trên fan này. Trên này Xuân Mỹ xin đề xuất với các bạn hãy nói với em Cường quay những đoạn video ngắn. Ví dụ như là video khoảng vài phút thôi. Xin chào khán giả, cả nhà có khỏe không? Hiện nay là em con cháu gì đó đang trở lại học học chính thức, học trực tiếp tại trường Đại học Hoa Sen và việc học như thế nào. Chỉ cần xuất hiện vài phút một ngày thôi nha các bạn. Thì cái lượt tương tác giữa cậu Út Gò Công và khán giả càng tăng lên thì cái lượt view của những bài hát tiếp theo anh Nguyễn Đức Thụy up trên kênh YouTube của mình sẽ được tăng thêm nhanh hơn hay các bạn. Xuân Mỹ nói lại một lần nữa, theo kinh nghiệm truyền thông của Xuân Mỹ và theo dõi các sự kiện của nghệ sĩ, các ca sĩ, diễn viên, những người mà đã có ở trong ngành giải trí nhiều năm qua, Xuân Mỹ theo dõi, thì Xuân Mỹ đề xuất các bạn thân cận với em Hồ Văn Cường ở trong FC, các bạn trưởng của FC miền Bắc, FC miền Trung, FC miền Nam, những người đi theo cậu Út Gò Công, thân thiết với cậu Út Gò Công từ những năm 2016 tới giờ, hãy khuyên cậu Út Gò Công thu những đoạn video ngắn xuất hiện trở lại trên fanclub này, fanclub Hồ Văn Cường này, để tăng lượt tương tác với khán giả, nói lời cảm ơn khán giả xa gần hỗ trợ mình đạt được 1 triệu view, đồng thời chào khán giả. Mỗi ngày em Cường chỉ cần xuất hiện trên đây bằng video clip một vài phút thôi, nhưng nó sẽ tăng được cái lượng tương tác giữa em Cường và khán giả, để những cái bài hát sau này cái view nó tăng, triệu view nó nhanh hơn nữa và nhiều triệu view trên một bài hát nữa. Các anh chị và các bạn, đây là một cái kinh nghiệm trong theo dõi công tác truyền thông Xuân Mỹ thấy, và Xuân Mỹ đề xuất các anh chị trong FC đề xuất một cách nghiêm túc, chân tình, bởi vì thương em Cường và muốn em Cường quay trở lại nắm bắt cái cơ hội vàng này. Đây là cái cơ hội tốt nhất để em ấy xuất hiện trước công chúng khi bài hát Giọt Lệ Đài Trang đạt 1 triệu view vào một cái ngày đẹp trong trong 1.000 năm, đó là ngày 22 tháng 2 năm 2022. Đó là những gì Xuân Mỹ muốn nói qua cái video hôm nay. Xuân Mỹ nhắc lại một lần nữa, Xuân Mỹ đề xuất một cách chân tình, nghiêm túc và có kinh nghiệm trong công tác truyền thông, cho nên là Xuân Mỹ đề xuất các anh chị trong FC, những anh chị thân cận với cậu Út Gò Công từ trước tới nay, hãy cho em Cường thu một đoạn video clip ngắn chào khán giả, cảm ơn khán giả xuất hiện ngay bây giờ, ngay thời điểm bài hát đạt 1 triệu view này, là em Cường sẽ tăng lượng tương tác với khán giả, đồng thời lấy lại những gì truyền thông, tức là
chiếm lĩnh truyền thông vào một cái cơ hội vàng này, để là những bước tiếp theo chúng ta dần dần tiếp cận lại truyền thông trên mạng xã hội cũng như là truyền thông chính thống nha các bạn. Đó là cái đề xuất chân thành nghiêm túc của Xuân Mỹ. Các hy vọng các anh chị trong FC nghe được và suy nghĩ và cho cậu Út Gò Công xuất hiện đi ngay bây giờ. Đây là cơ hội vàng nha, Xuân Mỹ nói lại một lần nữa, cơ hội vàng để em Cường xuất hiện và quay trở lại truyền thông một cách đỉnh đạt nhất nha các bạn. Trước sinh nhật chỉ cần cán mốc 1 triệu view là đủ điều kiện để xuất hiện trên truyền thông mạng xã hội này, và hãy dùng cái trang fanpage, trang fan Hồ Văn Cường fan lúc này để em ấy xuất hiện bằng một cái video ngắn chào khán giả, lời cảm ơn khán giả và nói sơ về cái việc bắt đầu đi học lại trên trực tiếp của mình trên trường Đại học Hoa Sen. Như vậy là đủ rồi, chỉ cần 2-3 phút em Cường xuất hiện thôi cả nhà là lượt tương tác nó sẽ tăng lên và sẽ có nhiều triệu view nữa cho những bài hát tiếp theo. Đây là đề xuất nghiêm túc của Xuân Mỹ sau những năm tháng đi theo truyền thông và theo dõi các cái sự kiện của các cái ca sĩ, nghệ sĩ, kịch sĩ, tất nói chung là những người làm trong ngành giải trí ha cả nhà. Đó là những gì Xuân Mỹ muốn nói hôm nay. Xin cảm ơn khán giả xa gần đã gửi lời hỏi thăm, chúc sức khỏe và ủng hộ kênh của Xuân Mỹ. Xuân Mỹ xin hứa với cả nhà là Xuân Mỹ sẽ cố gắng tìm những thông tin, đưa ra những quan điểm bình luận, bảo vệ tối đa cậu Út Gò Công trên phương diện mạng xã hội này để hỗ trợ tinh thần, tiếp thêm động lực, tiếp thêm lửa cho cậu ấy đi tiếp trong chặng đường còn lại. Xin chúc cả nhà bình an và may mắn, buổi chiều ấm áp bên gia đình và người thân. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.